lấy cho mình con là hai bộ, mình tưới cho nó hết hai bộ này thôi là được. Ở bắt đầu mình sẽ quay trở lại là tưới cái bộ siêu dưỡng cây và mình gãy hắc kim trở lại bình thường. Thì cái bộ ba hoàng thiên long này nó có công dụng là nó cân bằng pH. Cái vàng vàng lá gì cái màu này nè chú, đây là cái màu mà cái màu lá mà mình kiểm tra cái vườn của mình á, mình kiểm tra nó rất là dễ. Cái màu lá mà nó vàng nó gực từ ở ngoài cái đầu gà đầu lá vô vậy nè, cái màu này là biểu hiện của cây của mình nó bị nhiễm phèn. Cái bộ rễ mà nó ra hoặc là cho nước mưa mưa bắt đầu nó hực phèn lên, nước nó dâng lên là nó dâng nước phèn lên và mưa nó bị hực phèn. Thì khi mình kiểm tra như vậy thì mình phải kiểm tra lại cái nguồn nước của mình và cái hồi trước mùa mưa mình đã có tưới cái bộ hoàng thiên long chưa, hoặc là mình đã có đi vôi hoặc là lân chưa để cho nó dặn cái thằng phèn xuống. Thì cái cây của mình đầu mùa mưa vô nó sẽ không có bị phèn, phèn nó xì lên. Cái thứ hai nữa là mưa, trong nước mưa là nó có hàm lượng axit rất là cao, mà đầu mùa mình phải làm cho mùa cái bộ rễ của mình á nó phải thật là khỏe, nó mới lướt qua được cái tình trạng là hàm lượng mưa axit xuống nó sẽ làm trái và quéo rễ của mình. Thì mình ngừa cho cái bộ rễ của mình nó khỏe thì trong mùa mưa cái cây của mình nó sẽ không có bị xì. Còn cái biểu hiện này là cái biểu hiện của cái lá của mình nó đang bị nhiễm phèn. Đất của mình ở đây là bị phèn. Rồi là nó bị ảnh hưởng tới cái phần bộ rễ của mình. Rễ của mình nó ra đi đâu, nó chạm phèn đi đó là nó sẽ bị quéo và nó ảnh hưởng tới bộ lá. Nó hút phèn lên là nó làm cho gực lá, đổ lá như thế này. Còn một số vườn thì bị đổ lá do trường hợp là cái cây của mình là nó bị ảnh hưởng mưa axit, nó gực lá, nó thay những cái lá vàng, lá trưng ở trong thôi. Còn như cái màu này là biểu hiện của cái lá của mình nó đang bị nhiễm phèn. Thì cái cách để mình xử lý mà cho cái cây mình phục hồi trở lại á, thì đây thì trước tiên là mình phải xới cái gốc lên. Cái đầu tiên là mình sẽ tưới giùm con là cái thằng thằng sấm tiêu diệt kiến trùng và nấm khuẩn trong đất trước. Sau đó chú quay trở lại là chú tưới giùm con là cái bộ ba hoàng thiên long này nè. Thì bây giờ vườn mình sẽ lấy cho giùm con là hai bộ, mình tưới cho nó hết hai bộ này thôi là được. Ở bắt đầu mình sẽ quay trở lại là tưới cái bộ siêu dưỡng cây và mình gãy hắc kim trở lại bình thường. Thì cái bộ ba hoàng thiên long này nó có công dụng là nó cân bằng pH, cải tạo đất, giúp cho bộ rễ phát triển mạnh, phục hồi cây si. Đó là cây của mình nó đang bị si là do bị nhiễm phèn đó. Thì chú phục hồi lại giùm con là cái bộ hoàng thiên long này để giúp cho cái cây mình nó phát triển được tốt hơn. Ở bên trên đó thì hiện giờ là những cái lá gực phèn như thế này. Thì mình xịt giùm con là cái cử siêu giáp đi để cho nó khống chế lại cái hàm lượng phèn ở trên cái lá. Như cái lá này thì chú xịt siêu giáp lên là nó sẽ đứng lại, nó không có bị cháy lây lan thêm nữa. Rồi nó giữ lại những cái lá này, những lá này. Còn những cái lá mà đang bị bệnh nặng, nó đang cháy như cái lá này á, thì nó sẽ rụng xuống hết, nó thay lại bộ lá mới cho mình. Thì con sẽ hướng dẫn cho mình là từng cái bước. Thứ nhất là đưa giùm anh cái chai siêu giáp em. Ô thằng sấm. Cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ xới lên hết, xới toàn bộ cái mặt mô này, cái chân mô lên là để làm cho cái mô của mình thông thoáng nè. Hiện trước giờ là cái mô của mình khi mà mình lên á là mình chưa có xới nó lần nào. Cái phần chân mô thì mình quạt mai là mình có xới, còn cái phần ở dưới này là mình chưa có xới. Là khi mà mình tưới cái bét này nè, bắt đầu nó chập vô, nó làm cho cái đất của mình nó nở ra, nó rất là dễ bị lèn áo cái mặt hồ ở trên cái phần ở dưới cái phần chân mô, thì nó sẽ làm cho cái bộ rễ của mình nó bị ngọt, nó không phát triển được cái bộ rễ ra ngoài. Thì về cái bước đầu tiên khi mình trị vô cái liệu trình là mình trị cho cái cây của mình nó đang bị nhiễm phèn, thì chú xới lên hết giùm cho con. Bắt đầu là mình sẽ tưới cái hàng thần sống để tiêu diệt tiến trùng và nấm khuẩn ở trong đất trước. Sau đó khi mà mình tưới thần sống á, là được là 3 ngày thì mình sẽ quay trở lại mình tưới giùm con cái bộ hoàng thiên long. Mà khi mình xới lên mình tưới thần sống tiêu diệt tiến trùng này thì mình tưới rồi, qua ngày hôm sau mình tưới xả lại cái là mình ngưng nước giùm con. Đối với cây mít thì mình ngưng cho nó một tối đa 2 ngày thôi, không ngưng lâu, tại vì cây của mình là bộ rễ cây mình nó còn nhỏ, cái nó chưa phát triển mạnh ra ngoài đó, nên nó chưa có tìm được cái nguồn nước ở bên ngoài, thì mình ngưng cho nó tầm khoảng 2 ngày thôi là bắt đầu mình quay trở lại mình tưới nước lại, rồi mình tưới cái bộ hoàng thiên long dùm cho con. Thì khi mình tưới thần sống được 2 ngày mình quay trở lại là chú tưới dùm con là cái bộ ba hoàng thiên long này. Thì đây là nó gồm bộ ba hoàng thiên long, một cái can hoàng thiên long 5 lít cộng chung với là hai hũ Mirogico và hai cái gói humic Hoa Kỳ. Thì trên cái vườn mình cái hàm lượng phèn nó rất là cao, thì chú pha với cái bộ ba này chú pha dùm con là cái hàm lượng là 4.000 lít nước. Chú tưới chùm con là mỗi một gốc này từ 5 cho tới 10 lít, tưới càng rộng ra ngoài càng tốt để tạo điều kiện cho cái bộ rễ của mình nó phát triển ra ngoài. Nó vừa hạ phèn, nó vừa cân bằng pH, nó vừa kích thích cái bộ rễ mình phát triển mạnh và nó có đầy đủ các dưỡng chất để nó nuôi cái cây mình luôn.
Thì khi mình tưới cái bộ hoàng thiên long này thì mình sẽ không cần phải gãy vôi hoặc là lân cho cái cây của mình vào đầu mùa mưa. Thì khi mình chú gãy vôi hoặc lân, nó chỉ có công dụng là hạ phèn thôi, nó không có công dụng là nó kích thích bộ rễ và nó dưỡng cây của mình. Còn cái bộ ba hoàng thiên long này nó có đầy đủ dưỡng chất luôn, mà nó vừa cải tạo đất cho mình, nó tốt hơn. Thì cái thời gian mà cái cây của mình phục hồi á, cái cây của mình nó đang bị đỏ lá như thế này cho phèn, thì chú tưới liên tục giùm con từ 7 tới 10 ngày, chú tưới liên con một lần, mà nên 7 ngày đi mình tưới để cho nó kích thích cái bộ rễ cây của mình, nó phát triển mạnh trở lại. Chứ để mưa dầm xuống là mai mốt tới mưa, đang nắng nè, không ngày đang nắng mưa rồi nắng cái đầu ổng quay trở lại ổng mưa cái nữa là bộ rễ của mình nó sẽ yếu, là yếu luôn. Như vậy là mình tưới đều hết luôn hả ta, mấy Dạ cây không bị mình tưới ngừa là mình tưới toàn vườn luôn, chứ tưới không ngừa phải hết là mình hả? tưới chỉ có cây bệnh không, mà những cái cây bệnh của mình á, những cây mà bệnh nặng nó trái nặng là cái bộ rễ nó yếu thì mình tưới nhạt hơn. Cái kiểu như mình là mình sẽ chăm sóc đặc biệt cho cái cây của mình, những cái cây bị suy yếu như thế này hơn. Như cái cây này nó đang bị vàng, nó bị do nhiễm phèn nặng. Còn cái cây kế bên mình là như cái cây đó thì nó không bị, nó chưa có bị. Thì mình tưới dẫn tưới 5 cho tới 7 ngày mình tưới một lần. À, 7 ngày mình tưới một lần đi, thằng này thì 5 ngày nè. Mình đi chăm sóc theo kiểu đặc biệt cho nó để cho nó giúp nó phát triển nhanh cái bộ rễ là trở lại. Nó cân bằng cái dinh dưỡng thì nó cây của mình nó sẽ phát triển trở lại. Rồi sau khi mà chú xịt tưới cái hàng hoàng thiên long ở dưới gốc, ở bên trên này mình xịt, chú xịt là cái siêu giáp mà cho nó rụng hết mấy cái lá bệnh này ra, rồi rụng thay hết mấy cái lá bệnh này xuống, thì mình quay trở lại chú xịt giùm con là cái bộ ba dưỡng đọt. Cái này phải ghi lại mới được. Dạ một hồi con sẽ gửi nguyên một cái liệu trình là để phục hồi cái cây của mình, để con gửi qua cho chú. Rồi ở đây thì con sẽ hướng dẫn trước cho mình là cái mặt kiến thiết để phục hồi cái cây. Thì sau khi mình xịt cái thằng siêu áo giáp cho những cái lá bệnh, khống chế lá bệnh xong rồi nó rụng xuống hết, thì mình quay trở lại là chú xịt giùm con là cái chai siêu amino sinh học này, kết hợp chung cái chai rồng xanh kéo đọt và cái chai rồ cơm bi tàu đỏ nó, để khi mà mình xịt lên, mình xịt cái bộ ba dưỡng đọt này lên, nó sẽ như những cái lá bệnh này nó rụng xuống hết nè, đây như những lá bệnh này rụng xuống hết, thì khi mà chú xịt cái bộ ba dưỡng đọt nó lên, nó sẽ kích thích nó bật chồi cho những cái chồi nách trong này, nó sẽ bật chồi nó ra lại cái bộ lá lại cho cái cây của mình. Mà khi cái cây của mình mà nó phủ lại được cái bộ lá mới thì cái khả năng quang hợp nó mới tốt, nó phục hồi cây và nó thúc đẩy cái quá trình sinh trưởng lên, nó nuôi cái cây của mình. Cây nó phải đủ lá, đặc biệt là cái phần bộ rễ chú phải cho nó thật là khỏe thì nó mới đưa cái dinh dưỡng lên cho cái bộ lá của mình. Bộ lá của mình thì từ gốc tới ngọn thì lúc nào nó khỏe thì cây của mình nó sẽ phát triển tốt. Như chú đang thấy nè, nó vừa bị điếc đọt, nó nhiễm phèn là nó làm cho cái lá của mình nó đỏ như thế này, rồi cái đầu đọt của mình nó cũng phải bị điếc, nó bị chai lại luôn, nó đứng lại luôn, nó không phát triển được. Chú dễ nhìn thấy lắm, cái đọt của nó điếc nó đen như vậy nè, kia là bị điếc đọt, là cây bộ rễ ở dưới nó đã bị nhiễm phèn và bộ rễ cây của mình đã bị yếu rồi, nó mới dẫn lên tình trạng ở trên thân trên lá nó như vậy. Nó thì mình phục hồi bằng cách là tưới cái thằng thần sấm tiêu diệt liên tục trước, sau đó thì mình sẽ tưới cái hoàng thiên long để phục hồi bộ rễ. Ở bên trên thì chú xịt giùm con là siêu giáp để cho khống chế lá bệnh lại hết, rồi là mình mới đi cái bộ dinh dưỡng cho cái cây của mình nó đi lại lại cái cơ độc mới. Thì cái thời điểm này á, chú có thể là cộng chung vô dùm cho con luôn, là khi mình xịt cái bộ ba dưỡng đọt á, thì mình cộng chung với con là ba cái loại, hai cái loại sâu rầy này. Đây là cái chai là mãnh tướng diệt sâu bọ nhện, kết hợp đó là cái chai mãnh tướng diệt nhện. Thì đối với cây mít thì nó có hai cái loại này thôi, những cái loại sâu hại này nó tấn công thường xuyên vào trong cây mít của mình trong cái thời gian mà cây sinh trưởng cũng như là cái cây của mình nó đang đi cơ độc, thì nó sẽ con nhện đỏ nó sẽ làm cho cái cơ độc của mình nó teo lại, nó quắn quéo, thì cái độc của mình nó không có lớn, nó không có nở to, thì khả năng quang hợp cái cây của mình yếu, thì lúc đó cái quá trình sinh trưởng của nó diễn ra không được hoàn toàn, không hoàn thành, tại cây của mình nó cũng đứng, cũng bị nghẹn trở lại. Thì và kết hợp đó thì ở trong cái thời gian mà mình xịt á, là lúc này là thời tiết ống mưa bất chặt, thì cộng chung vô giùm con luôn là cái chai siêu kemono này để cho nó là thấm sâu nhanh, kiểu như bám dính á, nó thấm sâu nhanh, cái độ lon chảy mạnh, nó sẽ bám chặt những cái hàm lượng thuốc của mình khi mình xịt á, nó bám sâu vào trong cái lá hơn, chống cái tình trạng mà bị rửa trôi sau khi mình xịt thuốc á, là nó bị mưa, nó mưa thì nó sẽ bị rửa trôi thuốc, thì mình cộng chung cái chai siêu kemono này vô là nó sẽ thấm sâu thấm nhanh hơn, nó chống lại cái tình trạng mà sau khi mình xịt đó là bị nước mưa nó rửa trôi, cái hàm lượng thuốc của mình nó giữ được lâu hơn, thì lúc đó thì làm cho cái cơ độc của mình nó ra được đồng đều đồng loạt hơn, nó không có bị rửa trôi thì nó giữ lại hàm lượng thuốc nó cao hơn. Luôn ha. Mình có thể là mình
xịt siêu giáp, lúc thời điểm mình xịt siêu giáp á là mình có thể là cộng chung với sâu đầy luôn, và cộng chung cái chai siêu keo này mono này vô luôn. Đó, để cho nó cái nó giữ cái lượng thuốc của mình nó được tốt hơn, nó không có bị rửa trôi sau khi mưa mình xịt mà nó bị mưa. Thì cái bộ ba dưỡng đọt này thì mình trồng cộng chung với sâu đầy, cộng chung với siêu keo mono. Rồi cái chai siêu áo giáp thì mình có thể là cộng chung với sâu đầy, cộng chung với siêu keo mono luôn, để cho nó vừa ngừa nấm bệnh và nó vừa ngừa sâu đầy cho mình luôn. Ở vườn mình thì cũng có một số cây nó không có ra đọt đồng đều, một số cây thì nó đang ra, còn một số cây nó đã ra rồi, thì mình kèm chung với sâu đầy luôn để cho nó vừa ngừa bệnh và nó ngừa sâu đầy cho cái cây của mình luôn. Đó là một cái cách tốt nhất. Khi mình xịt á, là như bên đây anh xịt ha, anh xịt ướt lá, dạ, ướt thân luôn, xịt tắm toàn thân luôn. À, khi mà mình xịt á, cái xịt cái lần đầu tiên mình đang coi như là mình đang quải cái bình xịt đi, chú xịt làm sao kiểu sao mình tắm nó luôn, như kiểu như mưa cũng được, nhưng mà dư thuốc rồi là bỏ chứ không quay trở lại xịt lần thứ hai. Như vậy thì mình quay trở lại, mình dư thuốc á, mình quay trở lại mình xịt lần thứ hai là cái kiểu như là mình sẽ tăng cái liều thuốc lên gấp đôi rồi. Còn cái cử đầu tiên, cái lần xịt á, mình phun đầu tiên là mình phun ướt cả nào ướt cũng được hết, không sao hết. Tại vì cái độ thấm của nó, độ hấp thu của thuốc của mình nó vô chỉ có một lần thôi. Còn này thì mình nó đã hấp thu vô rồi, cái dư thuốc cái mình đưa vô thêm một lần nữa là cây của mình nó sẽ hấp thu vô một lần nữa, thì nó sẽ tăng cái hàm lượng thuốc lên gấp đôi, là cây của mình nó nóng quá nó chịu không nổi. Mình xịt đúng liều lượng theo hướng dẫn cho tụi con là hướng dẫn là được rồi. Rồi cái phần mà nước nè, cái phần này là phần quan trọng nè. Cái phần nước khi mà mình tưới á, mình tưới phân, tưới thuốc hay là mình tưới nước bình thường cho cái cây của mình, thì ở đây hai chú là người kiểm tra được cái lượng nước là tốt nhất chứ không phải là tụi con. Mình kiểm tra khi mà cái lượng nước khi mà mình tưới, như qua ngày hôm sau tưới đi, chiều nay mình tưới đi, qua ngày hôm sau là cái độ ẩm ở trên mô của mình nó phải ẩm cỡ này, hoặc nó hơi ẩm thêm một chút xíu nữa là đủ. Còn mà sáng hôm sau mà chú qua chú thấy là cái mô của mình nó khô trắng như thế này là cái lượng nước ở dưới nó không đủ. À, rồi nhiều khi mình thấy ở trên nó vẫn ướt nhưng mà ở dưới mình môi lên là nó khô. Đó là do cái chất đất của mình là nó không có thấm nước, hoặc là nó thấm nước được rồi thì nó sẽ không rút. Thì mình phải nên thường xuyên kiểm tra cái độ ẩm, là chú điều được cái độ ẩm lượng nước thì cái cây của mình nó mới phát triển tốt được. Còn khi mình đang tưới thuốc nè, hoặc chú đang gã hắc kim, hoặc chú đang tưới của bộ hoàng thiên long, chú thấy tưới bây giờ ở trên mặt nó ướt, rồi mình sẽ qua ngày hôm sau mình tưới xả lại mình xả không đủ nước, thì cái hàm lượng thuốc của mình khi mà ánh mặt trời lên, nắng lên, thuốc của mình nó không thấm, không rút xuống dưới được thì nó vô tác dụng, bị cái ánh sáng với ánh nắng của mặt trời nó bốc hơi hết trơn rồi. Đó thì mình phải kiểm tra thật là kỹ khi mà mình chăm sóc cái cây của mình. Cái nước, nhất nước nhì phân tam cần thứ mới giống, rồi mình phải kiểm tra được cái lượng nước, mình điều được lượng nước thì cái cây của mình mới tốt. Sau đó là mình cái cách mình chăm sóc và cái đi hàm lượng dinh dưỡng như thế nào cho nó đúng trong cái thời kiện, trong cái thời tiết, giống như là cái điều kiện mà cây của mình đang cần. Nó đang cần cái gì? Đang bệnh thì phải ngừa bệnh. Thiếu dinh dưỡng thì đưa dinh dưỡng vô. Còn cây của mình nó đang bệnh mà mình tưởng đâu là nó đang bị thiếu dinh dưỡng, mình đưa phân dinh dưỡng vô, càng đưa vô là càng cây càng mau chết. Nó thì mình phải am hiểu từ lúc đó thì cái cây của mình nó mới phải triển được tốt được. Nó bị hợp phèn toàn vườn rồi chú. Một số cây là ở đây nói chung là cái tình trạng mà bị đỏ cây như vậy, đỏ lá như vậy là bị hợp phèn toàn vườn. Thì đầu mùa mưa mình phải chủ động trước, là mình ngừa trước chứ không phải là mình để tới mà nó bị rồi mình mới trị. Là mình sẽ tưới bộ hoàng thiên long trước. Có nhiều nông dân thì người ta sẽ sử dụng voi hoặc là lân. Còn mình ở đây mình có bộ hoàng thiên long rồi, mình tưới nó là nó vừa hạ phèn, nó vừa có dinh dưỡng luôn cho mình. Mình không cần phải tốn tiền để mình mua thêm cái phần dinh dưỡng. Tưới cái bộ này nhưng mà năm như năm trong một. Nó có đầy đủ dưỡng chất hết mà nó có công dụng hạ phèn, cải tạo đất, giúp cho đất của mình nó tơi xốp. Cây của mình có nó có dinh dưỡng năng luôn. Nên thì đây là những cái bước mà hướng dẫn của con khi qua thăm vườn để hướng dẫn cho mình là cách chăm sóc cũng như cách phục hồi cây sau khi mà cây của mình nó trong thời gian trồng nó bị ảnh hưởng tới là nó bị nhiễm phèn, để mình phục hồi cái bộ rễ trở lại. Thì hàng tháng tụi con cũng sẽ tới đây để hướng dẫn cho mình tiếp những cái bước kế tiếp để cho cái cây của mình nó chăm sóc được tốt hơn. Cái này